Alo, hồi nãy chào anh em nha. Đó, này em sẽ quay cho anh em một cái xẻng nha, xẻng quân dụng của Mỹ ha. Đó, xẻng quân dụng của Mỹ cấp phát cho thời Việt Nam chiến tranh Cộng hòa nha. Đó, đây là xẻng quân dụng, nó vừa là làm cuốc và vừa làm xẻng cho anh em ha, rồi cuốc vừa xẻng ha, gấp gọn lại nha anh em. Đó, vừa xẻng vừa cuốc, hàng còn mới tinh luôn nha anh em. Đây, của Mỹ nha, đây có chữ US nha anh em. Đó, dù sản và dù cuốc. Đó. Đây con này sản xuất đời 68 nha anh em. Đó, sản này năm 1968 nha anh em. Dù sản dù cuốc. Đây, em có cả cái bao vô luôn nha anh em. Cái bao ở trong thì nó cũng có một cái lớp khung thép để mình bỏ vô cho nó gấp lắc gọn gàng nha. Đó, khung thép hàng mới tinh hơn em ha. Ngoài sau thì nó có hai cây ba đen này để anh em gài vô trong ba lô hoặc là dây ba TB ba chạc ha. Đó. Còn mới tinh nha anh em. Sản này thì nó có hai chức năng, một của nó là anh em vừa làm mà sản vừa làm cuốc luôn nha anh em, nó có hai chức năng đó. Hai chức năng nó rất là gọn luôn ha anh em xem mà đó, anh em có thể điều chỉnh ở ở đây nha anh em. Nó có cái quay đây, em điều chỉnh nó thì nó sẽ cứng, nó sẽ có đây, nó có một cái ống tăng đường, khi anh em dặn sát vô thì nó sẽ cứng cứng lại đó. Là anh em sẽ dùng nó coi công việc là anh em dùng cuốc đó, anh em đào hoặc là em cứ, nếu mà anh em xài xẻng xúc thì anh em cứ đặt nó đi đó, anh em chỉ cần gài cái chốt này lại thôi cho nó cố định lại thôi đó. Ở đây nó có cái trục đưa lên đưa xuống nè anh em, là do mình dặn đây nè, anh em thấy không đó, đó cố định nó lại đó, cố định cái xẻng lại rồi anh em cứ xúc cát thôi. Anh em nè, sản quân dụng này thì anh em có thể đi du lịch rồi ha, anh em đi du lịch cắm trại rồi anh em đào những cái hố cát đồ cắm trại đồ rất là tiện luôn ha. Đó, sản này là sản xưa của Việt Nam Cộng hòa nha, dành cho lính nha anh em, còn mới tinh ha. Ừ, anh em xem đây, sản còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em cứ cần cứ liên hệ cho em, và ở đây em còn dư một cái bình ton cũng là cũ rồi, hàng cổ nha anh em. Đó, quân lược Việt Nam Cộng hòa nha anh em. Đó, con này cũng đời 1996 luôn nha anh em, 1996 Ngô Châu nè anh em. Đó, cũng hàng xưa luôn ha, con này cổ nha anh em. Đó, anh em cứ cần cứ liên hệ em, sẽ quân dụng gấp gọn ship đó.